Xin chào tất cả mọi người, lại là em là em Túc đây. Mọi người thì tiếp đến cái video ngày hôm nay thì Túc chia sẻ với anh em một quả kèo chúng ta sẽ đào coin có tên là DIT trên vừa mới bắt đầu khai thác thôi anh em ạ. Thì anh em cố gắng làm nhanh cho mình quả kèo này. Ok, chúng ta sẽ đào token có ký hiệu là DIT này, thì nó miễn phí cho 20.000 người dùng đầu tiên để chúng ta đăng ký và đào thôi. Nên em cố gắng xem được video nằm bước cho mình nhá. Quả kèo này thì theo thông tin mình nắm bắt thì nó sẽ tương lai ấy, thì nó sẽ nít một trong hai cái sàn lớn, ví dụ như là Binance hoặc OKX này đấy. Và tổng cung con này khai thác thì là tổng cung khai thác cho quả kèo này là 80 triệu thôi, và 24 giờ anh em kích vào một lần, được chưa? Nó nằm một cái ưu điểm gọi là vượt trội cho so với những quả kèo đào Telegram. Thì quả kèo đào Telegram nó thật với anh em là mệt lắm, được chưa? Đấy, nhưng quả kèo đào 24 giờ thì anh em 24 giờ anh em kích vào một lần thì nó đơn giản với anh em, được chưa? Bản thân mình vậy thôi, đào quả kèo của đại loại như giống lót ấy, Telegram thứ nào cũng nhọc lắm, được chưa? Mà nó cứ mỗi ngày là thay đổi một cái chiến thuật, lúc thì lít, lúc thì không, được chưa? Nó rất là đau đầu, nên quả kèo này mình thấy là khá là ok. Đấy, thì bây giờ mình với anh em cùng đi chiến quả kèo này, được chưa? Mình hướng dẫn anh em thì đường link cũng như là mã mời thì mình để dưới phần mô tả hoặc trong kênh nhóm Telegram group của mình, được chưa? Ok, bây giờ anh em sẽ kích vào đường link cho mình này. Rồi, khi chúng ta kích vào đường link thì hiện ra giao diện như trên này, được chưa? Rồi, anh em mở trình duyệt QR và sơ đi nha, vào trực tiếp trên trang web này. Đấy, thì anh em sẽ làm mở trình duyệt QR lên và nó sẽ hiện lên như vậy. Đấy, rồi sau đó em kích vào phần sự đăng ký cho mình, cái phần đăng ký cho mình này. Đấy, rồi sau đó thì nó hiện các bước trên đăng ký, bước tiên nhập mail và mật khẩu, nhập lại mật khẩu. Thì anh em được mail anh em đúng nhá, được chưa? Để tránh cái trường hợp mà nó kèo nó như thế nào đó thì nó sẽ gửi và mai cho anh em, được chưa? Rồi khi nhập mail số mật khẩu xong thì anh em kích vào phần là tiếp tục cho mình, đúng không ạ? Rồi sau đó thì anh em kích phần lưu cho mình này. Đấy, để sợ anh em quên ý, lưu vào đó anh em sẽ nhập cái biệt danh của cái thằng app ấy, gọi là cái username ấy. Đấy, đập cái tên ý nghĩa vào, được chưa? Tùy anh em nhập tên nào, tên như của mình là anh Túc Crypto thì anh mình sẽ nhập vào. Đấy, gọi là cái tên đăng nhập ấy. Rồi anh em sẽ là kéo xuống em mới kích vào hoàn tất cho mình, sự đăng ký cho mình. Rồi sau đó anh em giải captcha. Captcha thì anh em nhìn ở cái phần trên này, nó thứ tự 1, 2, 3. Thì ví dụ như là cái này là phần 1 thì em kích vào phần 1 cho mình, được chưa? Và còn việc là 2 thì em kích vào 2. Captcha nó đơn giản mà. Cái kia là 3 thì kích vào 3 rồi nó được rồi cho mình, đúng không ạ? Rồi sau đó thì anh em chờ một lúc này, nó ghi là đã ký thành công này. Kích phần đăng nhập cho mình này, được chưa? Kích phần đăng nhập cho mình. Rồi sau đó thì nó sẽ chuyển hướng giao diện đây, thì nó giao diện một cái giao diện khá là đẹp và app khá là mượt. Kích phần bắt đầu cho mình để chúng ta bắt đầu đào. 24 giờ anh em kích vào anh em đào một lần này, được chưa? Kích phần bắt đầu cho mình này. Rồi sau đó thì nó hiện cái số giờ cái thứ đây, tổng cung là 80 triệu nhé, đào hết là thôi đấy, được chưa? Anh em có thể dịch sang để sang tiếng Anh cho làm rồi đấy, được chưa? 23 giờ 24 giờ nó kèo vừa ra mà, được chưa? Rồi sau đó thì mình đi review lốt nha, được chưa? Con này red 3 tầng anh em nhé, được chưa? Rồi xem có cái vẹo gì không ạ? Rồi em kích vào phần trên này. Nói cái này thì app thì đến ngày mùng đây là cái xem số dư của anh em, được chưa? Rồi cái này app thì đến ngày mùng 5 tháng 5 nó sẽ ra app cho anh em. Hiện tại bây giờ nó vẫn đào trên trang web, được chưa? Mình nếu mà nó ra app thì mình sẽ cập nhật thêm cho anh em nhé. Invited thì anh em có thể lấy đường link này chia sẻ bạn bè này để kiếm thêm cái tốc độ đào cũng như là cái đánh ngộ của nó này, đúng không ạ? Rồi cái cửa phần tiếp theo này mình xem có gì nốt thì mình chia sẻ nốt này. Nó có cái mục thông báo này, anh em có thể dịch sang tiếng Việt anh em đọc nha. Thì theo thông tin mình biết là mình đọc hết rồi, được chưa? Thì kèo ngon mình chia sẻ với anh em. Rồi sau đó còn có vẹo gì không ạ? Rồi có những cái này thì nó mới ra nên là nó có tích hợp nhiều các thứ hay ho đấy, mình gọi là hay ho để cho anh em chiến, nhưng mà nó mới ra nên là nó chưa đi vào hoạt động, nó mới còn đang là mới mẻ, được chưa? Mình sẽ cập nhật thêm. Rồi xem cái phần ví dụ nào. Rồi
anh em sẽ kích cái phần là trên này, app thì đấy, app thì là mùng 5 tháng 5 đúng không ạ? Rồi, 5 tháng 5 nó bắt đầu là nó một ra app cơ. Xem còn phần gì nữa. Phần đấy là phần là giữ phần là tài khoản của anh em này, account. Rồi còn phần gì nữa nào? Nói chung là rất đơn giản thôi. Phần này phần tiếng Việt này. Hiện tại bây giờ nó có mỗi tiếng Anh thôi, tiếng Việt này chưa xuất hiện. Rồi, phần cài đặt là nó có cái gì không ạ? Cũng thế. Nói chung là anh em việc đào thì 24 giờ anh em phải đào một lần đây. Rồi xem còn là cái gì thế nào. Tổng cung 80 triệu DIT. Rồi anh em muốn sợ quên anh em mở sang anh em kích vào phần trang thêm vào màn hình chính để hiện tại chưa có app mà thêm màn hình chính để anh em nhớ anh em vào anh em kích vào thôi. Để kích vật thêm vào cho mình này. Rồi thêm cái gì đó màn hình chính này. Màn hình chờ đấy. Rồi, con này thì rất 3 tầng thì uy tín rồi. Ok, mình cứ tới anh em.